bác bán được 35 năm rồi. Phim gặt này, vách này, bò này, bò hầm này, rồi là bún tim này, rất đầy đủ, lại còn cá ốc nữa, ốc trần nữa. 5 giờ hơn là đã có khách ăn rồi. Mọi hôm không mưa cơ lại cô hết rồi. Các bạn bên em đến từ quán bánh mì bò phô mai, địa chỉ cũ của em là ở số 64 Hoàng Văn Thụ, bên em chuyển về đây là số 15 Hàng Kênh ạ. Bên em có bò nướng, bò xào, bò hầm và thịt xà xíu, các món đều có phô mai và sốt trứng muối ạ. Bên em còn làm thêm cả sandwich phô mai sữa và sandwich phô mai sô cô la. Bên em có nước uống là trà tắc với sữa đậu ạ. Bên em mở cửa từ 1:30 đến 11 giờ ạ. Cô bán gần 30 năm rồi. Cô bán từ 3:30 đến 7 giờ. Nói chung là so với quán khác ở cái là nhà cô là gia truyền từ đời bà nội xong đến mẹ chồng và cô là kế nghiệp đời thứ ba. Cô tên là cô vui, cô bán là thế là đến nay là 17 năm 2 tháng. Cô bán từ bắt đầu dậy, cô dậy thì làm hàng thì 4:30. Rồi cô bán từ 6 giờ. 6 giờ sáng nhưng mà 6 giờ sáng thì cái hàng đám sáng ấy thì cô làm từ tối, một lồi qua đêm. Còn đâu bắt đầu là làm từ 4:30 sáng này đến tới 3 giờ chiều thì mới được bán. Và bánh mì pate thì khoảng một buổi chiều là trung bình là 60 cân, là bán lẻ chưa kể bán buôn. Nếu khách đặt buôn là tính riêng, còn bánh mì khoảng rơi vào 500 bán lẻ, còn ship đi thì chưa tính. Chị tên gì ấy? Chị bán được gần 20 năm rồi em, chuyên nga thôi, từ 5 giờ 8 đến 11 giờ trưa. Là quán chất ăn vặt Sài Gòn, mang cái ẩm thực từ trong Sài Gòn ra, chuẩn bị Sài Gòn luôn đấy. Địa chỉ của chị là đối diện số 10 Lê Lợi. Quán chị có món bestseller là lòng nướng, lòng non nướng, bẹ nướng, chân cánh gà nướng, tất cả những món thịt nướng, hải sản nướng, chấm với cái muối xanh mà chị lấy nguyên liệu nhập từ trong Vũng Tàu ra. Đó là chuẩn bị nước chấm, đó là gọi là muối xanh hải sản. Gần như là những cái món này là ẩm thực văn hóa ở trong Sài Gòn, chị đưa ra ngoài này đều rất là được khách hàng ăn và ủng hộ. 6 năm 7 năm, chị tên Thu. Bên hương vị thì người ăn phải cảm nhận chứ. Thế à? Bắt con kìa, chuyển cho người ta kìa. Trong ai là tẩm rồi, tiếp tục đi em. Hai thịt trần, một thịt cặt, dừng lại đấy đã. Thế quốc dân ngon, bổ mà lại rẻ. Món con hải phẩm xin chào các cậu nhá. Mỗi lần hè về là chúng tớ lại nhớ tới cô. Chè của cô mộc mạc, không màu mè mà lại cực kỳ ngon ý. Chưa kể lại còn rẻ nữa. Chúng tôi đoán có nhiều bạn ăn ở đây lắm rồi ha. Nhanh nhanh qua thẩm các cậu nhé.